Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 230. Trước kia, tại Đại Thành Vương Triều có 8 vương quốc nhỏ, về sau Đại Thành Vương Triều thống nhất mấy nước xung quanh nhưng dân tộc bên trong lại có nhiều thành phần rất phức tạp, cộng lại cũng có hơn 200 dân tộc. Mà những dân tộc này không chỉ không hiểu ngôn ngữ của nhau, ngay cả chữ viết cũng không giống. Cho nên thật ra Đại Thánh Vương Triều không đoàn kết, khác hoàn toàn với Tống hay Hạ Quốc thống trị bền chặt một cõi. Do thống trị không bền, nên tà giáo mới lợi dụng sơ hở này mà lên vào. 50 năm trước đây, có người sáng lập ra Nguyên Thần Giáo, cũng có bài giáo ca. Ngô Bình vừa đến Đại Thành đã thấy khắp nơi đều là tín đỡ của giáo hội, dân chúng ở đây đã trở thành tín đồ của Nguyên Thần Giáo 80-90% rồi. Anh nghe được họ hát giáo ca rất thú vị. Nguyên Thần có linh, xuất hiện bất cứ đâu. Nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn chân. Cai quản đất trời, thông cả thiên văn trên trời dưới đất. Sừng sững đứng thẳng, ngoài 10 ngón tay. Chỉ có Nguyên Thần nắm giết tất cả. Vừa là quá khứ, vừa là tương lai. Chỉ có Nguyên Thần là kẻ đứng đầu bất tử. Ngài nhận sự hy sinh và sự thăng trầm của thế giới xung quanh. Ngô Bình nghe đám tín đồ giáo hội hát vài lần cũng cảm thấy những lời Nguyên Thần dạy cho họ còn thua xa cả Phật môn, nhưng lại có vài chỗ giống. Anh bay đến một căn phòng đang giảng kinh, chỉ thấy trên đài cao 1.000 mét có một tu sĩ đang ngồi xếp bằng, thẳng lưng đang giảng kinh cho 10 vạn giáo đồ phía dưới. Giọng nói của tên này rất có uy lực, đến mức không cần sử dụng trang bị khuếch đại âm thanh cũng khiến cho 10 vạn người đang ngồi nghe rõ từng chữ từng câu. Ngô Bình nghe một lúc mới chỉ một ngón tay ra, ý nghĩ của anh lập tức bám vào cơ thể của tên kia. Tu vi của tên giảng kinh này cũng chỉ mới bí cảnh, nên Ngô Bình không chút đắn đo sử dụng thuật của mình lên người hắn ta. Sau một phút, người kia đang nói kinh văn lại nói về kinh Phật. Mà những lời này do Ngô Bình nói ra, mỗi một câu đều có thể xuyên vào lòng người, mở mang trí tuệ của chúng sinh. Đám giáo đầu nghe giọng nói khác lạ lập tức ngây ngất, nhưng nhanh chóng đầm chìm trong lý lẽ của Phật giáo. Ngay cả thể xác và tinh thần đều vui mừng đến không thể tả nổi. Sau vài phút giảng, trên bầu trời lại xuất hiện một thiên nữ với cánh hoa bay phấp phới, cùng với vô số người thối thủ gõ trống, những đóa hoa sen nở rộ từ dưới mắt đất và mùi hương thơm từ trời ập đến. Bằng cách này, Ngô Bình chỉ giảng kinh Phật một lần đã thu hút được 10 vạn tín đồ. Khi anh giảng đến một nửa, anh đã thay thế cho tu sĩ kia và ngồi giảng kinh Phật đầy nghiêm túc. Nhưng lúc này trên bầu trời lại có người tức giận quát. Tà đạo to gan dám mê hoặc chúng sinh ngay lúc đang giảng kinh, giết. Một thanh đao xuất hiện trên bầu trời, chém mạnh về phía anh. Ngô Bình chỉ đưa một ngón tay lên chỉ, một ngón tay màu vàng lập tức ấn vỡ ánh đao ra khiến người rút đao phun ra ngụm máu tươi và rơi xuống mắt đất như một ngôi sao chổi xẹt qua. Sau đó Ngô Bình lại tiếp tục giảng kinh trên đài cao, các tín đồ tà giáo xung quanh nghe tiếng đến đầy càng ngày càng nhiều, họ tụ tập bao quanh vòng ngoài vòng trong dày kín. Con số cứ thế tăng lên. 20 vạn người, 30 vạn người đến cả 800 vạn dân chúng trong thành này đều đứng ở trên mái hiên nghe lời giảng. Ngô Bình giảng kinh Phật, từng chữ từng câu anh nói ra đều truyền vào tai mọi người đều cúi rạp đầu xuống mặt đất bài phục như nghe được âm thanh vô tận không bao giờ mất đi. Lúc này có một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trong không trung đầy giận dữ, quát Ngô Bình, yêu tà còn chưa dừng lại. Ngô Bình nhìn thoáng qua mặt người kia, rồi bình thản nói, ngươi là giáo chủ của Nguyên Thần à? Giáo phái của ngươi mới là tà giáo, bây giờ tà giáo các ngươi quỳ xuống bái bản sư thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Gương mặt người kia càng tức giận hơn nói, bổn giáo chủ muốn diệt ngươi. Sau đó gương mặt người kia há mồm bản ra một ngọn lửa màu đen muốn thiêu Ngô Bình. Ngô Bình chỉ thổi một hơi với ngọn lửa, nó đã bị dập tắt đồng thời một tia kiểm đánh trúng vào mặt người kia lập tức kêu lên thảm thiết rồi một bóng người rơi từ trên trời xuống. Tu vi của tên giáo chủ này cũng chỉ đạt đến thần thông cửu cảnh thôi, nhưng tên này có giữ mấy món pháp khí ghê gớm nên các tu sĩ dưới đạo cảnh không thể nào đánh thẳng hẳn ta được. Tu sĩ đạo cảnh ở thế tục giới rất ít, dù có cũng không thể sử dụng các chiêu thức thần thông, nếu không sẽ bị nha môn thiên tuần trách phạt. Ngô Bình nhìn lại chỉ thấy tên giáo chủ Nguyên Thần này mới 40, râu ria vẫn đen láy, da mặt rất trắng, trông khá tuấn tú. Nhưng đôi mắt của hắn ta lại đầy ác độc và âm u. Ngô Bình ấn nhẹ vào giữ chân mày của tên này, sử dụng một trong các chiêu thức thần thông tên Phật Độ Hữu Duyên của Phật môn lên người hắn ta. Ngay tức thì cơ thể giáo chủ Nguyên Thần này run lên, ánh sáng Phật bao lấy cơ thể của hắn ta rồi ràng lóe sáng rực rỡ, mở ra trí tuệ mới cho hắn ta. Hắn ta quỳ rạp xuống đất, thành kính nói với Ngô Bình, bái kiến Phật sư. Ngô Bình gật gù nói,
ta đã truyền thụ tâm pháp Phật môn cho ngươi, từ giờ trở đi ngươi phải đưa Phật hiệu tỏa sáng rộng rãi như ánh dương, Nguyên Thần giáo cũng nên sửa thành một tên khác, cứ lấy là Thiên Phật giáo đi. Vâng, đệ tử tuân lệnh giáo chủ, Nguyên Thần cung kính rồi và thầm nghĩ, từ giờ trở đi hẳn ta chính là giáo chủ của Thiên Phật giáo rồi. Ngô Bình giải quyết xong mọi việc cũng quay về Đệ Nhất Kiếm Tông để bế quan một thời gian, anh sẽ quay lại đây kiểm tra sau một đoạn thời gian nữa. Nếu Thiên Phật giáo thuận lợi phát triển, anh sẽ mượn lực lượng các Phật đồ xây dựng chùa Thiên. Trước đây, anh đã vào Thánh Vương cảnh, hiện tại đánh sâu vào đạo cảnh thập trọng dễ dàng như nước chảy hoa trôi. Đạo cảnh thập trọng còn được gọi là Thiên Quan cảnh. Cửa ải lần này phải sử dụng sức mạnh to lớn của bản thân ra phá vỡ Thiên Quan. Nhưng Thiên Quan có cửu trọng, đại diện cho cửu trọng thiên. Mỗi một tu sĩ chỉ có cơ hội đánh sâu vào Thiên Quan cảnh một lần duy nhất, mà nói thật thì chỉ có 30 mấy% tu sĩ ở đạo cảnh cửu trọng có cơ hội phá vỡ Thiên Quan nhất trọng thôi. Thiên Quan nhị trọng rất khó bị đánh vỡ, nó còn mạnh hơn gấp 2-3 lần với nhất trọng. Bởi vậy tất cả các tu sĩ đạo cảnh thập trùng khắp thiên hạ, có 99% phải dừng biết trước Thiên Quan tam trọng, mà tu sĩ đạo cảnh đánh vỡ được Thiên Quan tứ trọng cũng có 0,01%. Do cơ hội này chỉ có một lần, nên tất cả tu sĩ muốn vượt qua Thiên Quan đều rất cẩn thận, có thể chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi nhưng vẫn không vội vàng thăng cấp lên. Vậy nên trên lịch sử tu hành dài dòng và buồn chán của nhân tộc trong kỷ nguyên hiện nay, người mất nhất cũng chỉ là tu sĩ phá vỡ được thiên tầng thứ 7. Và lại, chỉ có một người. Dù tư chất trời phú hơn người như Không Thủy Thiên Thôn, Ngọc Hoàng Thiên Tông cũng chỉ phá vỡ được thiên lục trọng. Nhưng cấp bậc này đã rất khó đạt được rồi, với lại ngay cả trong lục trọng muốn tăng cao hơn cũng khó gấp 40-50 lần vượt qua thiên tam trọng. Đương nhiên nếu lúc trước Không Thủy Thiên Tôn có thể tiếp tục thăng cấp lên một chút, có lẽ cơ hội ông ấy đánh thiên tăng thứ 7 sẽ cao hơn. Nhưng ông ấy không làm thế vì chuyện này quá nguy hiểm, ông ấy sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngô Bình nghe được đầy đủ các quy tắc chung của tiên đạo trong đạo quan tại Thiên Phong Triều, nên hiểu rất rõ về sự độc đáo trong tu hành của thiên môn. Anh suy nghĩ, từ trước đến giờ chưa từng có phá thiên môn, nếu muốn có phải là người ngay thẳng, quyết tâm. Vững chắc dù có chết cũng không hối hận, nếu không dù là người có tư chất đi chăng nữa, cũng khó lòng phá vỡ được thiên quan cửu. Trọng. Cửu trọng thiên thật ra chỉ là hình thái bổn mệnh cấp 9, cấp của nó càng tăng cao thì hình thái của bổn mệnh cũng sẽ càng cao cấp hơn. Nếu như nhất trọng thiên là một con sâu nhỏ xấu xí, thì cửu trọng thiên chính là một thần long tung hoành cùng trời cuối đất. Cấp độ của hai cấp bậc này cách xa nhau một trời một vực. Trước đây Ngô Bình hoàn thành vô thượng sự phân cực, đã có được vô thượng đạo anh, và lại thăng chức thánh vương, tiến hóa làm vô thượng thánh anh, căn cơ cũng đã rất thâm hậu. Thánh anh có được khả năng nghịch chuyển thiên đạo. Bản thân Ngô Bình có vô thượng đại đạo, chí cao cấm kỵ, nên sức mạnh anh phá vỡ thiên môn cũng xuất sắc hơn các thế hệ cùng thời. Lúc này, Ngô Bình đang ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, xung quanh là đại trận do anh sắp xếp. Anh sử dụng đạo pháp trong cơ thể và sức mạnh mạnh mẽ của mình hợp vào vô thượng thánh anh trong cơ thể, sau đó, một lượng ánh sáng thánh bay thẳng lên trời cao. Hình thành một dòng nước xoáy thời không bán kinh 10 vạn dặm. Giữa dòng nước xoáy thời không xuất hiện một cánh cửa thiên cao lớn, nguy nga và lộng lẫy vô cùng. Thiên uy của vô thượng bản từ bên trong ra, mang sức mạnh chèn ép hơn 1 ức triệu sinh linh. Sau thiên môn còn có thiên môn nhị trọng, sau thiên môn nhị trọng còn có thiên môn tam trọng. Cứ thế tính đần vào, đến thiên môn cửu trọng, từng tăng mang độ khó rất cao, độ khó đột phá và áp lực cũng tăng lên cấp số nhân theo số các tầng tăng cao. Thánh anh cầm hãng thiên giảng, thánh uy. Phóng ra ngập trời lao thẳng vào thiên môn nhất trọng, ánh sáng lấp lánh trên thiên môn nhất trọng lập tức bị đánh vỡ như hỗ dữ, sau khi đốt phá cửa tầng 1, Ngô Bình lại phóng vào thiên môn nhị trọng. Ánh sáng màu xanh lơ của thiên môn cấp 2 cũng không thể chịu nổi một kích, bị bể nát ngay lập tức, Ngô Bình tiếp tục lao đến, nhằm về phía thiên môn cấp 3. Cấp thứ 3, cấp thứ 4, màu vàng, trắng của ánh sáng mặt trời, cũng chỉ hơi cản trở một chút, sau đó lại bể nát. Chỉ có quầng sáng màu đỏ của thiên môn cấp 5 làm cho cơ thể của Ngô Bình ngừng lại thời gian khoảng 1% thời gian. Tiếp theo đó, là quầng sáng màu vàng kim cấp 6. Quầng sáng màu như ánh mặt trời này, vô cùng cứng cỏi, lần đầu tiên Ngô Bình khởi động hãng thiên giản, đánh ra một kích toàn lực. Răng rắc, bầu trời dường như đã bị đập thủng một lỗ, ánh sáng vàng kim bị dập nát, Ngô bắt xông thẳng vào, đối mặt trực tiếp với thiên môn cấp 7. Thiên môn cấp thứ 7. Là đỏ vàng xanh, ba loại màu sắc biến ảo không ngừng. Bây giờ đây, thánh anh của Ngô Bình lần đầu tiên khởi động sức mạnh nghịch chuyển thiên đạo,
kết hợp với Hằng Thiên Giản, dùng toàn lực tấn công. Ầm. Thiên môn cấp 7 rung động kịch liệt, Ngô Bình dùng 1/10 thời gian để đột phá nó. Sau đó, là ánh sáng ngũ sắc, đó là thiên môn cấp 8. Uy lực của nó còn mạnh hơn thiên môn cấp 7 ít nhất 9 lần. Ngô Bình còn chưa đến gần thiên môn này thì tốc độ đã trở nên chậm lại. Trong lòng anh đột nhiên nảy lên một cái, anh hét lên điên cuồng, vô thượng đạo pháp bên trong cơ thể kích hoạt toàn lực, toàn bộ sức mạnh cấm thiên cũng phóng ra bên ngoài. Mà anh cũng từ bỏ Hằng Thiên Giản, ba mũi tên bùa được truyền thừa của Nghệ Hoàng được anh hợp làm một, ngưng tụ lại thành một mũi tên cực lớn, bị Ngô Bình nắm lấy bằng hai tay, mạnh mẽ bắn đến thiên môn cấp 8. Ầm ầm. Sau khi tiếng vang rung trời vang lên, quầng sáng ngũ sắc của thiên môn cấp 8 đã bị phá vỡ, Ngô Bình gian nan đi đến thiên môn khác, tiếp tục đánh đến thiên môn cấp 9. Lúc này đây, anh lấy Xạ Nhật cung ra. Trong cung này có 9 đại ngàn cấm kỵ, đều là cấm kỵ cấp 11. Anh gầm nhẹ một tiếng, 9 hoàng cấm bay ra, bị anh ép vào trong Xạ Nhật cung, mỗi một hoàng cấm đều trở thành 9 đại trận cấm kỵ cấp 12. 9 đại ngàn cấm chế sát trận, trong nháy mắt tấn chức, trở thành 9 tối cao cấm kỵ sát trận. Hoàng cấm và cấm kỵ đều có hiệu quả như nhau, giờ phút này, Ngô Bình làm ra một hành động lớn mất, trong nháy mắt đã tăng uy năng của Xạ Nhật cung lên vô cùng. Bù! Xạ Nhật cung thả ra hàng tỷ sát quang, khắp xung quanh đều là tiếng quỷ khóc, tiếng thần khóc, thiên địa ảm đạm, tỉnh nguyệt vô quang, thiên môn run rẩy. Uy lực của Xạ Nhật cung vào lúc này ngay cả Nghệ Hoàng tái thế cũng không thể làm được. Ngô Bình điên cưỡng hét lên một tiếng, khởi động tất cả các sức mạnh, kéo dây của Xạ Nhật cung. Phút, một mũi tên thánh tam sắc bản về phía thiên môn cấp 9. Nó bất chấp sự trói buộc của thời không, từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều xuất kích cùng một lúc, đánh tới từ 4 phương 8 hướng. Ánh sáng từ mũi tên tam sắc gần như có thể hủy diệt hết tất cả, xé nát hết tất cả, đánh vỡ hết tất cả. Phút, giống như một mũi tên bắn xuyên qua gia thú, quầng sáng của thiên môn cấp 9 bị một mũi tên của Ngô Bình bắn thủng, sau đó, anh cũng xuyên qua quầng sáng bị phá vỡ mà tiến vào thời không phía sau thiên môn cấp 9. Ầm ầm ầm, răng rắc. Ngô Bình đi vào một thời không vô cùng huyền diệu, xung quanh đều là ánh mặt trời cửu sắc, bên trong ánh mặt trời có hàng tỷ lôi phù, liên tục đánh sâu vào trong thánh anh của anh. Cùng lúc đó, bên trong ánh mặt trời cũng có vô số năng lượng đại bổ đi chữa trị tổn thương của anh. Cứ như thế, Ngô Bình tiến vào một cửu trọng thiên chưa từng có ai đặt chân vào trong thời đại này. Thánh anh của anh đã lột xác tại đây, trở thành một hình thái sinh mệnh trí cao vô thượng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vô thượng thánh anh của Ngô Bình đã tiến vào một trạng thái huyền diệu khó giải thích được, không có nhận thức, không có tư duy, giống như tất cả đều yên lặng. Nhưng trên thực tế, nó lại đang có biến hóa sâu sắc. Không biết đã qua bao lâu, thánh anh của Ngô Bình đã khôi phục ý thức lại. Lúc này, anh phát hiện ra bản thân đang bị hàng tỷ lôi quang vần quanh, thứ anh thở ra là thiên đạo pháp tắc. Bây giờ, cấp độ sinh mệnh của anh đã tăng lên đến cực đại, đạt đến một trạng thái huyền diệu mà anh không thể hình dung được. Lúc này, thánh anh của anh đã không còn được gọi là thánh anh nữa, mà nên gọi là thiên anh. Anh khẽ mỉm cười, sau đó thiên anh lập tức rời khỏi cửu trọng thiên, trở về với bản thể. Chỉ là, cửu trọng thiên còn ở đó, nó ẩn giấu bên trong cơ thể của Ngô Bình, chỉ cần Ngô Bình đồng ý, thiên anh của anh có thể đi vào cửu trọng thiên bất cứ lúc nào. Ngô Bình mở mắt ra, thời gian anh đột phá đã được 9 ngày. Anh vươn vai, đạo tắc ở xung quanh mãnh liệt, thiên anh liên tục phóng ra sức mạnh huyền diệu, rèn luyện cơ thể của anh. Hiện giờ, cơ thể của Ngô Bình đã kém hơn rất nhiều so với thiên anh, cho nên hiện tại thiên anh đang nuôi ngược lại cơ thể. Tu luyện lâu như thế, cũng nên trở về thánh cổ đại lục một chuyến. Anh lẩm bẩm. Vừa dứt lời, anh bước lên một bước, thông qua thánh môn mà trở lại Đông Đô ở thánh cổ đại lục. Thân là Đông Vương, gần đây anh không ở đó, tất cả mọi chuyện trong Đông Đô vẫn cứ vận hành theo lẽ thường. Vừa trở về, anh đã lập tức bắt tay đi luyện chế bộ. Thánh đan và hiền vương đan. Một viên hiền vương đan, bên phía Tử Thanh Thánh Quốc ra giá 300 tỷ thánh thù, một viên bước thánh đan, giá lại còn cao hơn, lên tới 18.000 tỷ thánh thù. Trước đây, anh đã luyện chế một mẻ đưa vào trong cung, chỉ là Tử Thanh Thánh Hoàng cũng không có nhiều tiền như thế, cho nên chỉ có thể mua thiếu, nên bây giờ anh cũng không có nhiều tiền. Không có tiền thì phải nghĩ cách kiếm tiền, vì vậy anh vẫn luôn muốn động tay với số thần kim được đúc. Vị Diệp Thánh Hầu đã tấn chứ chúa tể kia, mấy tháng qua vẫn đang luyện binh cho Ngô Bình. Bây giờ,
dưới trướng của hắn đã có được đại quân 5 triệu nhân tộc với chiến lực không hề tầm thường. Vị kia đã tấn chức chúa tể Diệp Thánh Hầu mấy tháng qua vẫn luôn ở vì Ngô Bình luyện binh. Hiện giờ hắn dưới trướng đã có được chiến lực không tầm thường 500 vạn nhân tộc đại quân. Sau khi luyện đan mấy ngày, Ngô Bình lập tức bắt đầu đi nâng cao năng lực của 5 triệu quân nhân. Tộc này, lựa chọn ra 1 triệu tinh anh trong 5 triệu quân này, huấn luyện bọn họ trở thành cấm kỵ chỉ binh. Mượn sức của xạ nhật cung thăng cấp và bát quái sát trận, anh có thể bố trí một loại chiến trận có uy lực khủng bố, nhưng lại chiến thẳng xích ma tộc một cách nhẹ nhàng. 5 ngày sau, Ngô Bình để Diệp Thánh Hầu chỉ huy tác chiến, mà bản thân anh tọa trấn tại mắt trận, trong tay là xạ nhật cung, chấm vạn đại quân cùng xuất phát về hướng của xích ma tộc. Trăm vạn đại quân, thanh thế kinh người. Đại quân của Sigma nhanh chóng biết được tin này, phái ra 3 triệu Sigma tỉnh nhuệ, dẫn đầu bởi đại tướng ma tộc, tiến ra đón đánh. Đối với trận chiến này, trong lòng Ngô Bình quyết tâm phải thẳng, hai quân cách nhau trên trăm dặm thì anh đã lập tức khởi động bát quái sát trận, cũng mượn sức mạnh của xạ nhật cung, tạo thành một chiến trận kinh thiên động địa. 3 triệu đại quân Sigma cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, trên đầu bọn họ có sừng nhọn, hai mắt không có đồng tử đỏ tươi như máu. Lúc này đều đồng thành đọc tụng chú, triệu hồi ra cổ ma xích mông. Trên đầu của xích mông kia có sừng nhọn, thân màu xanh biếc, hai mắt phun ra tia chớp, trên tay cầm một cây trường mâu màu máu, ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ. Cổ ma được triệu hoán đến có sức mạnh ngang với Thánh Hoàng. Nếu như là trước đây, chắc chắn Ngô Bình sẽ không chống chọi với nó. Nhưng bây giờ, anh đã có được vô thượng thiên anh, lại còn có thêm cả cửu đại cấm kỵ tối cao của xạ nhật cung, nên rong lòng không còn sợ hãi. Ngược lại rất muốn đánh với nó một trận. Cổ ma xích mông giơ trường mâu lên, ném mạnh về phía Ngô Bình. Trường mâu đã vượt qua giới hạn của thời không, trong nháy mắt đã cách trước người Ngô Bình 10 dặm, sẽ giết chết anh ngay lập tức. Ngô Bình không dao động, kéo xa nhật cung, sức mạnh và sát khí của trăm vạn tinh nhuệ nhân tộc, kết hợp lại trên tay của anh, sau đó mượn sát trận khủng bố của xạ nhật cung, bản ra một mũi tên. Mũi tên ánh sáng bay ra, đánh trúng trường mâu. Trường mâu kia có thể coi như pháp khí Thánh Hoàng, trong nháy mắt đã tan tành, mà sức mạnh của mũi tên ánh sáng kia chỉ yếu đi một chút, lại tiếp tục bay vẽ hướng của xích mông. Trên gương mặt xấu xí của xích mông lộ ra vẻ kinh ngạc, nó cảm thấy sợ hãi, muốn thoát khỏi hiện trường ngay lập tức. Chỉ tiếc là đã chậm, mũi tên ánh sáng này quá nhanh, ý nghĩ của xích mông mới xuất hiện, chỉ kịp nâng cánh tay lên đỡ lấy thì mũi tên đã bản đến. Am! Chỉ một mũi tên đã khiến cho cánh tay trái của xích mông nổ tan tành, hóa thành xương đen. Xích mông gầm lên đau đớn, nhưng mũi tên thứ hai của Ngô Bình lại đến. Lúc này, ngõ bình bắn tan vai phải của nó. Ngay sau đó, mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư lần lượt bản tan chân trái và bụng của xích mông. Nhiều đó cũng đã đủ để khiến xích mông thành một kẻ tàn phế, nhưng vẫn đứng sừng sững trên trời cao. Ngô Bình cười lạnh một tiếng. Lại bắn ra mũi tên thứ năm. Mũi tên này sử dụng sức mạnh to lớn từ thiên anh, trên đó được phủ phù văn lôi điện một cách dày đặc, hóa thành một tia sấm sét, lập tức đánh thẳng vào trên đầu của xích mông. Một tiếng vang lớn, cái đầu xấu xí của xích mông nổ tung, sau đó cả cơ thể hóa thành xương đen, biến mất không còn dấu vết. Trong hư không, truyền đến tiếng gầm giận dữ của xích mông, nhân loại hèn mọn, ta nhất định sẽ trở về, tận tay xé xác người. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, xích mông, nếu như người dám đến, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Hóa thân xích mông được triệu hồi vậy mà lại bị nhân tộc bản chết, xích ma tộc đại loạn, mấy trăm vạn đại quân không còn chút tỉnh thần chiến đấu nào. Phải biết là, hóa thân của xích môn bị chém đầu, bọn họ đã không còn khả năng kịp thời triệu hồi ra hóa thân thứ hai của cổ ma. Giết! Diệp Thánh Hầu ra lệnh, huy động trăm vạn đại quân giết lên, nhắm về phía của đại quân xích ma. Đại quân của Sigma không có sự bảo hộ của cổ ma, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, nên chúng bỏ chạy tứ tán. Diệp Thánh Hầu chỉ huy đại quân truy đuổi theo chúng, tổng cộng đã giết chết 1.270.000 Sigma tộc, bắt được 230.000 tù binh, số quân Sigma tộc còn lại đều đã trốn khỏi lãnh thổ của mình. Trận chiến đầu tiên của Đông quân, thắng lợi rực rỡ, kết quả huy hoàng. Cùng ngày hôm đó, Tử Thanh Thánh Hoàng lập tức sai người đưa thánh chỉ ngợi khen đến, khen thưởng ba quân. Đồng thời, Ngô Bình xuất binh, cũng khiến cho dị tộc và thần thánh thương hội chiếm cứ một vùng mỏ khai thác gặp chấn động. Người của Ngô Bình vẫn còn ở trong đại doanh, thì thần thánh thương hội đã phái sứ giả đến cầu kiến. Người đến là hội trưởng của thần thánh thương hội, tên Câu Ly Huyền. Câu Ly Huyền này vô cùng cung kính,
nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức hành đại lễ, tiểu nhân Câu Ly Huyền tham kiến Đông Vương. Ngô Bình ngồi phía trên vương tọa, lạnh lùng hỏi ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Câu Huyền Ly vội vàng nói, hôm nay Đông Vương Điện Hạ hưng binh phạt ma, toàn quân đại thắng. Biết lần này Điện Hạ đến vì thần kim, vừa hay thần thánh thương hội có được quyền sở hữu của một phần mỏ quặng nên sẵn sàng hiến tặng cho Đông Vương. Trong lòng Ngô Bình thầm nói người của thần thánh thương hội làm việc giỏi thật, biết bản thân không giữ được nên dứt khoát đưa thẳng cho mình, lại còn có thể có được ân tình. Anh ừng một tiếng, cái quặng đó, vốn dĩ ta muốn thu về quốc hữu, người có thể giao ra thì tốt rồi. Câu Ly Huyền nói, Điện Hạ, thật ra Thiên Nguyệt quốc chiếm giữ phần lớn mỏ kim thần. Thiên Nguyệt thần quốc có binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ là không dễ gì mà từ bỏ. Ngô Bình nói, bên phía Thiên Nguyệt thần quốc kia, ta tự có biện pháp xử lý của mình. Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Câu Huyền Ly lui ra. Cổ Thánh Dương Giác bước ra, nói, Điện Hạ, thần thánh thương hội đang hy vọng chúng ta và Thiên Nguyệt thần quốc xảy ra xung đột, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Ngô Bình bình tĩnh nói, vậy thì bọn họ phải thất vọng rồi. Ba quân đang nghỉ ngơi chính đốn, thì Y Mị vẫn luôn tất bật việc ở Đông Đô tìm đến, cô muốn trở về thiên giới, tiếp tục tu luyện ở bên đó. Trong khoảng thời gian này, tu vĩ của Y Mị tiến bộ vượt bậc, dưới sự trợ giúp của Ngô Bình, đã trở thành thánh nhân. Bây giờ là thời điểm để trở về tu luyện, cô muốn nhân cơ hội này tiến sâu vào hỗn độn cảnh. Ngô Bình, trước hết khoan vội trở về, anh đang muốn đi đến Thiên Nguyệt thần quốc, em đi cùng với anh được không? Y Mị tò mò, chỗ đó có cái gì thú vị à? Ngô Bình, Thiên Nguyệt thần quốc tôn thờ Nguyệt thần, mà anh đã được Nguyệt thần chúc phúc, thần quang tẩy lễ. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ, thì ít nhất anh cũng có thể trở thành đại tế tư của thần quốc. Hai mắt Y Mị sáng ngời, thú vị, vậy thì đi Thiên Nguyệt thần quốc. Hai người thay đồ, giả làm tu sĩ nhân tộc bình thường, xuất hiện ở Thiên Nguyệt thần quốc. Thiên Nguyệt thần quốc có lịch sử lâu đời, ban đầu chỉ là nơi tụ cư của một bộ lạc, sau đó thờ phụng Nguyệt Thần, được thần phù hộ nên dần dần phát triển lớn mạnh lên, cuối cùng trở thành một quốc gia hùng mạnh. Vừa đặt chân vào Thiên Nguyệt thần quốc, Ngô Bình đã lập tức nhìn thấy đủ các loại tượng của Nguyệt Thần và than miếu lớn nhỏ, đài hiến tế của Nguyệt Thần, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh Nguyệt Thần. Ngay cả cái chết, sự sống, kết hôn, bói toán vân vân, cũng đều có liên quan đến Nguyệt Thần, con người ở đây từ khi sinh ra đến khi chết đi, những buồn vui trải qua, đều có liên quan đến Nguyệt Thần. Vừa đi vừa xem trong suốt chặng đường, cuối cùng bọn họ cũng đến được thủ đô của Thiên Nguyệt Thần Quốc, Thiên Nguyệt Thành. Bên trong Thiên Nguyệt Thành, có một ngôi thần miếu to lớn. Ở phía trước thần miếu là một quảng trường cực lớn. Lúc này, ở trên quảng trường có mấy vạn người đang đứng ở đó, trước mặt của bọn họ chính là một pho tượng Nguyệt Thần cực lớn. Nghe mọi người xung quanh nói chuyện, thì hôm nay là Tiết Thần Nguyệt. Trong ngày Tiết Thần Nguyệt, đứng ở trước tượng Nguyệt Thần cầu nguyện sẽ có cơ hội đạt được sự chúc phúc của Nguyệt Thần. Mà người nhận được chúc phúc của Nguyệt Thần, sẽ được trở thành người hầu của thần ngay lập tức, nếu như được tẩy lễ cao cấp, thì thậm chí còn có thể trở thành đại tử tế, Nguyệt Sử. Ngô Bình nhìn thấy có thể tự do ra vào quảng trường thì lập tức lôi kéo Y Mị đi vào, học theo những người này, khép tay lại, đan 10 ngón vào nhau, đặt ở trước ngực, sau đó ngẩng đầu lên nhìn pho tượng. Những người khác đều đang tụng kinh cầu nguyện, chỉ có một mình anh nhìn pho tượng Nguyệt Thần xinh đẹp động lòng người, nói, chị Nguyệt Thần, chị vẫn xinh đẹp như vậy. Anh ca ngợi từ tận đáy lòng, lập tức nghe thấy có tiếng sấm trong không trung. Một lượng ánh trăng giáng từ trên trời xuống, dừng ở bên trên tượng thần. Tượng thần dường như lộ ra nụ cười, sợi thần quang từ trên đầu ngón tay của nàng rơi xuống, đáp ở trên người của Ngô Bình. Bên trong thần quang có bùa cửu sắc hiện lên, cả người Ngô Bình ở trong đó, vô cùng thoải mái. Anh cảm giác, thần quang lần này còn cao cấp hơn so với lần trước, xem ra chị Nguyệt Thần có ấn tượng không tồi với anh. Vô số tiếng kinh hô từ xung quanh truyền đến. Sau đó nhóm tư tế và thần phó từ trong thần miếu đều bị kinh động, nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy thần quang cửu sắc trên người Ngô Bình, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là Nguyệt Sử. Nguyệt Sử, chính là sứ giả của Nguyệt Thần, là người đại diện cho ý chí của Nguyệt Thần, địa vị này còn cao hơn cả đại tư tế. Mà toàn bộ Thiên Nguyệt Thần Quốc chỉ có một vị đại tư tế, ở dưới đại tư tế có Hồng Y Tư Tế, Hoàng Y Tư Tế, Bạch Y Tư Tế vân vân. Tất cả những người này đều đến phục tùng mệnh lệnh của thần sử. Thần quang kéo dài mấy phút đồng hồ mới kết thúc, một lồng sức mạnh mát lạnh dung nhập vào trong cơ thể của Ngô Bình, hóa thành một vầng trăng màu tím, treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Thánh Anh. Ngô Bình cảm thấy hơi kỳ lạ,
lần trước ở miếu cổ thần, là trăng đỏ, sao bây giờ lại thành trăng tím? Thần quang biến mất, giữa mày của anh lập tức xuất hiện một cái ấn ký trăng tím. Có được ấn ký này, anh có thể hấp thụ sức mạnh thái âm một cách trực tiếp và sử dụng sức mạnh này cho mục đích riêng. Lúc này, đã có đầy người quỳ gối xung quanh anh, bao gồm cả tư tế của thần miếu này, tất cả đều vô cùng thành kính. Ngô Bình liếc nhìn bọn họ, nói, các người đứng lên đi. Tư tế thần miếu đứng dậy, cung kính nói, thần sử đại nhân, bây giờ ngài là sứ giả của Nguyệt Thần, xin mời vào trong miếu, tiểu nhân có một số việc muốn nói với thần sử. Ngô Bình gật đầu, đưa theo y mị đi vào thần miếu. Trong thần miếu, vị tư tế mặc áo choàng đỏ, hắn ta cúi đầu thật sâu với Ngô Bình, Nguyệt sử đại nhân, ngài là người tôn quý nhất ở Thiên Nguyệt Quốc. Tất cả tư tế và quốc vương bệ hạ đều phải tổ chức một nghi thức long trọng hoan nghênh ngài. Ngô Bình, nghi thức hoan nghênh thì không cần đâu, tôi còn có nhiệm vụ, còn có việc khác cần phải hoàn thành. Sau đó, anh nhìn về phía Hồng Y tư tế, Nguyệt Thần có chỉ, Thiên Nguyệt Thần Quốc phải cắt bỏ 1/3 quốc thổ ở phương Bắc. Hồng Y tư tế sửng sốt, Nguyệt Thần cũng quan tâm đến vấn đề lãnh thổ sao? Ngô Bình, chuyện này liên quan đến số mệnh cổ thần, các ngươi cần phải làm việc theo mệnh lệnh. Anh vừa dứt lời đã vung tay lên, 100 hạt cổ thần lộ lập tức bay ra. Đám người vừa thấy thần lộ giật mình, vội vàng bái lại. Ngô Bình, sau 7 ngày, ta sẽ lại đến đây. Dứt lời, anh dẫn y mị bay lên không. Đám tế tỷ mặc đồ đỏ nhìn nhau nhưng vội vàng đến gặp đại tế tỷ và quốc vương để báo cáo. Ngô Bình với y mị vẫn chưa đi xa, họ tìm một nơi để thưởng thức đặc sản của địa phương. Y mị hỏi, ngài giả truyền ý chỉ của Nguyệt Thần như thế, Thiên Nguyệt Thần Quốc có nghe theo không? Ngô Bình cũng không dự đoán trước được, nói, ta không biết, cứ để thử xem đã. Nếu không thành công thì quay về thống trị Thiên Nguyệt Thần Quốc rồi tìm một người biết nghe lời làm quốc vương là xong. Y mị nhoẻn môi cười, tuy thần quyền rất cao quý, nhưng những người chỉ hám lợi này chưa chắc đã chịu nghe lời ngươi. Hai người cùng nhau vào một ngôi miếu Nguyệt Thần cùng một ngày, miếu thờ được xây dựng giống như các loại bình thường, nên vào buổi tối không ai để ý đến. Ngô Bình và y mị ở chung cũng không bị làm phiền. Ngô Bình vẫn ngồi xếp bằng điều khí tức ở Nguyệt Thần, nhưng bất ngờ anh cảm thấy hình như Nguyệt Thần truyền âm đến. Vì thế anh mở mắt lập tức nhìn thấy Nguyệt Thần xuất hiện trước mắt, người đang bay lơ lửng trên thần đàn đối diện với anh. Lúc này y mị vẫn đang ngồi, nàng ấy không phát hiện gì cả. Ngô Bình hơi giật mình, vội vàng đứng lên hành lễ, tham kiến Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cười mỉm nói, ta đã tìm kiếm vài người bầu bạn trong cuộc đời này cũng không có quá nhiều tuổi, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Hôm nay, ta thấy ngươi ở đây cũng xem như đã đạt được mong ước rồi. Ngô Bình ngơ ngác, vị Nguyệt Thần này vẫn luôn tìm bạn trai à? Anh hỏi, sao Nguyệt Thần phải tìm người bầu bạn? Nguyệt Thần cười nói, thần cần có con nối dòng vì thần cũng sẽ yếu đi theo thời gian, họ căn những đời sau mạnh mẽ để giữ mãi năng lực của dòng tộc từ thần. Huyết mạch của ngươi có thể bù trừ cho huyết mạch của ta, nên làm người bầu bạn rất tốt. Ngô Bình, sao ngài không chọn người trong thần tộc? Nguyệt Thần lắc đầu, thần tộc thuộc 1/3 các thần hệ, nên huyết mạch của họ đã cổ xưa quá rồi, không có sức sống nên ta không chọn được. Ngô Bình chớp mắt chuyển chủ đề, trước đây, ta nhận được ấn ký của Nguyệt Thần, là màu đỏ. Nhưng sao bây giờ ấn ký lại là màu tím rồi? Nguyệt Thần, lúc ngươi vào thần miếu đầu tiên, ta vẫn chỉ là cổ thần ngũ giai. Mà bây giờ ấn ký mà ngươi lấy được, cũng chính là sức mạnh của ta bây giờ. Ngô Bình, thế cổ thần cao nhất bao nhiêu giai vậy Nguyệt Thần? Bây giờ, ngài đã là cổ thần bao nhiêu giai rồi? Nguyệt Thần trả lời, cổ thần có 9 cấp, hiện giờ ta đã đến thất giai. Ta muốn thăng cấp lên cấp 8 nên phải có một đứa bé để kéo dài huyết mạch của mình. Đời sau mạnh mẽ sẽ giúp cho sức mạnh của ta tăng lên. Cổ thần có 9 cấp à? Ngô Bình hiếu kỳ hỏi vì sao? Nguyệt Thần lắc đầu, chỉ có 3 vị là cổ thần bát tạnh hơn ta. Còn cổ thần cửu giai là thần trí cao, hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Ngô Bình, ta nghe nói thần tộc là dòng sinh linh sinh ra sớm nhất trên thánh cổ đại lục, có được sức mạnh thôn phệ vạn tộc, hấp thụ ưu điểm và năng lực của họ. Nguyệt Thần không muốn nuốt chửng ta đấy chứ? Nguyệt Thần nghe thế bật cười khanh khách nhìn Ngô Bình hỏi, nếu ta muốn ăn ngươi, ngươi thấy ta nói xàm với ngươi nhiều thế làm gì? Ngô Bình thở dài nhẹ nhõm nói, thần tộc hấp thụ ưu điểm của vạn tộc, nếu thế nên là tộc mạnh nhất, không có tộc nào chống lại thần tộc mới đúng chứ. Nguyệt Thần im lặng một lúc lại nói, bởi vì thần tộc tham lam quá, họ thèm thôn phệ tất cả mỗi chủng tộc,
nhưng mà thôn vệ quá nhiều lại là chuyện xấu. Ví dụ như nhân tộc của các ngươi, có khả năng học hỏi rất nhanh rồi sau đó cố gắng rèn rũa mới thăng cấp lên được. Mà thần tộc phải học 100 loại khác nhau, 1000 loại đó đã không thể học kỹ hết tất cả rồi, vì thế cũng không thể nào tăng cao trình độ của mình lên được. Nàng ta lại bổ sung, nhân tộc của các ngươi cũng rất hay, họ luôn dốc hết sức trên con đường tu hành, mỗi thời đại đều sẽ có những người thất bại rồi chết đi nhưng thời đại sau có thể rút kinh nghiệm và thay đổi rồi liên tục thăng tiến. Cho đến bây giờ, trong nhân tộc đã sinh ra thánh hoàng có thể sánh vai với cổ thần được rồi. Ngô Bình, Nguyệt Thần là cổ thần thất giai chắc đã đạt đến tế thiên cảnh rồi đúng không? Nguyệt Thần, ở chỗ ngươi đã có người bước vào tế thiên cảnh rồi à? Ngô Bình gật đầu, có rất nhiều rồi, hiện tại nhân tộc có 3 người. Nguyệt Thần gật đầu, năng lực của nhân tộc đúng thật rất mạnh như dự đoán. Theo lời của ngươi, chắc sức mạnh của ta cũng tương đương với tế thiên tam cảnh đấy. Ngô Bình sợ hãi thốt lên, thế thần tộc còn cho phép nhân tộc mạnh lên như thế để làm gì? Nguyệt Thần bật cười, người đến tế thiên cảnh rồi sẽ hiểu, trong cảnh giới này vạn vật với sinh linh đều bình đẳng. Không có ai thiên vị thần tộc, cũng không ai chèn ép nhân tộc. Những kẻ dám chèn ép nhân tộc đều là một vài tên thần cấp thấp. Người tề thiên cảnh đều là trăm sông đổ vẽ một biển, dù hắn ta từng ở trong tộc mạnh nhất, nhưng cuối cùng vẫn phải theo luật thường ngoan ngoan chấp nhận bình đẳng. Ngô Bình cười khỏi, ta sợ là không đồng ý được yêu cầu của Nguyệt Thần. Ngươi không cần đồng ý, Nguyệt Thần nói dứt câu đã vươn tay ngọc ra ôm chặt Ngô Bình. Hai người lập tức biến mất. Vài giây sau, Ngô Bình mở bừng mắt, vừa rồi anh đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ anh và Nguyệt Thần lập gia đình còn có rất nhiều cổ thần tham gia hôn lễ và đến chúc phúc cho họ. Anh uống rượu rồi cùng động phòng với Nguyệt Thần, còn chuyện sau đó xảy ra thế nào anh đều không nhớ rõ. Ngô Bình ngạc nhiên nhìn Nguyệt Thần như đang đứng cách đó một dặm yên lặng, nàng vẫn chưa thay đổi thành Nguyệt Thần. Nhưng mơ chân thật quá, anh vẫn còn đang có rất nhiều câu hỏi trong mơ. Đúng lúc này tất cả người Thiên Nguyệt Thần Quốc đều có chung một giấc mơ, trong mơ họ thấy Nguyệt Thần lập gia đình và gả cho một nhân loại. Mà người kia tự xưng là Đông Vương. Chuyện khiến mọi người bất ngờ là Nguyệt Thần nép vào lòng người đó như chìm nhỏ, làm nũng như một cô gái nhỏ xinh đẹp, quyến rũ mà đáng yêu. Cuối cùng họ còn thấy Nguyệt Thần và Đông Vương vào động phong. Bảng. Sau đó tất cả mọi người tỉnh giấc, họ sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài bẩm báo. Thoáng chốc, quốc chủ với các cấp tế ti mời đến dự hội nghị đã đưa ra một ít điều lệ sau một đêm. Ví dụ như từ nay về sau, xưng Đông Vương là Nguyệt Quân. Ý chỉ là phu quân của Nguyệt Thần. Với lại tất cả các miếu thần đều đặt một pho tượng Ngô Bình bên cạnh Nguyệt Thần, cùng, hưởng hương khói như nàng. Ngô Bình cảm giác xung quanh có rất nhiều đạo thần niệm nhìn mình lập tức thấy không ổn, mới gọi Y Mị quay về Đông Đô. Nhưng tất cả mọi người nhớ rất rõ hình ảnh trong mơ, mà Thiên Nguyệt Thần Quốc biết thân phận của anh. Vậy nên sau khi anh về không lâu, Thiên Nguyệt Thần Quốc đã cử sứ giả đến mời Ngô Bình đến Thiên Nguyệt Thần Quốc để đưa quyền hành lớn hơn quốc chủ cho anh. Ngô Bình từ chối không đi, bởi anh cảm thấy việc này rất quái dị. Nhưng Thiên Nguyệt Thần Quốc rất nghe theo mệnh lệnh lúc trước của anh, lấy ra 1/3 quốc khố chia cho anh. Kể từ đó, thần kim quáng hợp thành một vùng lãnh thổ lớn thuộc về Đông Vương. Không những thế, Thiên Nguyệt Thần Quốc còn phái người đưa đến một tờ liệt kê các lễ vật, trên đó ghi đầy những các phần quà đã nhận, những món đồ này đều được chọn lọc tốt nhất do Thiên Nguyệt Quốc sử dụng. Y Mị nhìn tờ liệt kê lễ vật thật dài mà giật mình há hốc miệng. Tại sao Thiên Nguyệt Thần Quốc lại tự dưng gửi quà đến thế? Ngô Bình bối rối, bây giờ anh đã xác định giấc mơ kia là thật. Anh thật sự đã thành lập gia đình với Nguyệt Thần, còn động phòng nữa. Lúc này anh ngẩng đầu nhìn ánh trắng trong không trung, lẩm bẩm, Nguyệt Thần tỷ tỷ này, dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, nàng không bản với ta trước xíu nào sao? Hôm sau, Tử Thanh Thánh Quốc cử một lượng nhân viên lớn đến nhận lãnh thổ mà Thiên Nguyệt Thần Quốc chia ra. Bên Đông Đô cũng nhận được một khu thần kim quang. Vài ngày sau, Ngô Bình đi vào Tử Kinh. Chuyện kinh doanh của cửa hàng rất đông đúc, những hàng hóa anh lấy từ thiên giới đều được tiêu thụ rất đắt. Một khối tiền gì đó cũng bán được ít nhất 10 khối. Theo lý thuyết này, giá cả một khối tiền này cũng có thể bán được 10 khối ở thiên giới. Trong đoạn thời gian này, Đào Như Tuyết, Đường Băng Vân, Đường Tử Yên đã kiểm tra kinh doanh và bắt đầu mở chi nhánh. Các nàng phát hiện đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. Việc làm ăn của Đa Bảo Các dần bị Tam Đại Thương Hội bắt tay chèn ép. Giống như cách đây vài ngày, chuyện liên minh truyền tống trận đã cấm các nhân viên Đa Bảo Các và các thương gia Tử Kinh sử dụng truyền tống trận của họ. Hành động đột xuất này khiến các nhóm thương gia của Đa Bảo Các cử đi không thể nào ra ngoài.
Được, mà thương nhân muốn đến Đa Bảo Các cũng phải bó tay. Chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến chuyện làm ăn của Đa Bảo Các. Vừa nghe được tin tức này, Ngô Bình lập tức nghe ngóng truyền tổng trận liên minh là thứ gì, mà thật ra chúng chỉ có một ít thành đô nhỏ, người sáng lập ra truyền tống trận ở trong đại thành và bắt tay hình thành một tổ chức. Cần rất nhiều tài nguyên để giữ cho một truyền tống trận hoạt động, cho nên một thế lực rất khó để truyền tống trận đến tất cả các nơi. Mỗi lần bọn chúng ra ngoài buôn bán hay đi chơi thì cũng sử dụng truyền tống trận của địa phương đó, bây giờ mới muốn dùng đến truyền tống trận liên minh. Cổ động quan trọng của truyền tống trận liên minh là tứ đại thương hội, với mười mấy thương hội lớn nhỏ khác. Gần đây bọn chúng thấy việc làm ăn của Đa Bảo Các ngày một phát triển đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của thương hội, nên chúng hợp tác lại chống phá Đa Bảo Các. Ngô Bình biết rõ lý do lại rất bình thản, anh lập tức đến gặp Tử Thanh Thánh Hoàng. Tử Thanh Thánh Hoàng đang luyện bùa trong Thánh Hoàng Cung, nàng vừa thấy Ngô Bình đến đã cười nói, đúng lúc lầm. Ta vừa luyện ra những phù này, để cầm vài cái để bảo vệ bản thân. Ngô Bình không khách sáo lựa một tấm, rồi nói chuyện về truyền tống trận liên minh. Tử Thanh Thánh Hoàng nghe thế nói, ta cũng biết một ít về chuyện này, ta đã thành lập, giao thông nha môn, ở truyền tống trận liên minh và nhân tộc, nơi này chuyên phụ trách xây dựng truyền tống trận mới. Từ nay khu vực nào có 1.000 vạn người đều sẽ xây một cái truyền tống trận nhỏ. Còn nơi thành phố có số lượng dân cư hơn 1 ức, trên 10 tỷ người trong nước hay khu vực thì sẽ xây dựng một cái truyền tống trận lớn. Tất cả truyền tống trận đều do giao thông nha môn quản lý, Thánh Quốc hội sẽ cung cấp nguồn tài chính tương ứng cho việc xây dựng và sử dụng. Ngô Bình cười nói, thế là cái truyền tống trận liên minh kia hết giá trị rồi. Dứt lời, anh lại thấy nôn nao khi nghe được tiếng tìm đập thật nhỏ từ trong bụng của Tử Thanh Thánh Hoàng. Đôi mắt anh sáng lên, áp tai vào bụng của nàng, nghe tim thai. Tử Thanh Thánh Hoàng mỉm cười nói, đứa trẻ này là con của ta với đệ đệ. Ngô Bình không ngờ Tử Thanh lại mang thai cầm của mình, anh âm thầm vui vẻ nói, đứa bé này vừa ra đời đã có được huyết mạch Thánh Hoàng rồi đó tỷ tỷ, sau này chắc chắn đứa trẻ còn mạnh hơn cả ta. Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói, đúng vậy. Nàng đột nhiên bổ sung thêm, ta nghe đệ đệ cưới Nguyệt Thần và được mọi người tôn là Nguyệt Quân nhỉ. Ngô Bình xấu hổ, anh cũng không giấu kể hết mọi chuyện cặn kẽ cho nàng nghe. Tử Thanh Thánh Hoàng nghe vậy gật gù, Nguyệt Thần cần một thế hệ sau mạnh hơn, nên mới tìm đến đệ. Chuyện này chỉ có tốt với đệ, chứ không hại, có mối quan hệ này, Nguyệt Thần cũng đã là thê tử của đệ rồi. Những người thần tộc kia thấy đệ, cũng phải khách sáo đôi phần chứ không dám chọc vào. Ngô Bình, thần tộc với nhân tộc phải đối địch nhau sao tỷ tỷ? Tử Thanh lắc đầu, chuyện đó chưa phải là chắc chắn, nhưng đa phần về sau thần tộc đều dốc sức chèn ép nhân tộc mà cũng may nhờ có những cổ thần cảm thấy việc nhân tộc quật khởi là chuyện tốt nên họ không tham gia. Thần tộc ở đâu? Anh hỏi. Tử Thanh Thánh Hoàng mở một bức bản đồ ra, trên bản đồ đều là màu đen chỉ có một chút địa hình vẽ kỹ càng nhưng rất nhỏ. Nàng chỉ vào một khu vực nhỏ nói, địa bàn của thần tộc ở đây, hạch tâm của khu vực này gọi là Thần Sơn. Ngô Bình lại hỏi, thần tộc chỉ tồn tại ở kỷ nguyên này sao? Tử Thanh Thánh Hoàng lắc đầu, thần tộc đã xuất hiện và sống ở 10 kỷ nguyên rồi, chắc chắn mỗi kỷ nguyên chấm dứt sẽ có một vị thần tổ của chúng còn sống sót và tên này sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Thần tổ đầu tiên có truyền xuống một thần hệ, hiện tại thần tộc đã có 7 đại thần hệ rồi. Ngô Bình, nói cách khác năm đó, từng có 7 thần tổ đã sống đến kỷ nguyên này. Những thần tổ đó vẫn còn sống chứ? Tử Thanh Thánh Hoàng, thần tổ có thể dùng sức mạnh để giữ mạng của mình, sáng tạo ra một nhóm thần tộc nên thần tộc là một trong các chủng tộc sinh ra sớm nhất. Nhưng sau khi những thần tổ đó sáng lập ra thần tộc cũng biết mất, thật ra bọn họ sáng lập ra thần tộc cũng để kéo dài mạng của họ. Nói đến đây, Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói. Đệ đệ đã là Thánh Vương, chỉ còn một bước ngắn nữa có thể đến Thánh Hoàng cảnh rồi. Khi trở thành Thánh Hoàng rồi phải mở rộng lãnh thổ và địa bàn của quốc gia cho nhân tộc đấy. Ngô Bình nhìn bản đồ, lại nhìn mảnh đen dày kia nói, những nơi này chưa ai khai phá à tỷ tỷ. Tử Thanh Thánh Hoàng gật đầu, những nơi này có mãnh thú mạnh mẽ, tạp hoang với sinh linh khủng khiếp còn sống ở kỷ nguyên trước sống. Nên việc chinh phục những nơi này vô cùng khó khăn. Ngô Bình tính toán một chút, bây giờ các khu vực của thần tộc, dị tộc, nhân tộc có được không rộng đến 1/5 của Thánh Cổ Đại Lục. Còn một mảnh lớn vẫn đang đợi họ khai phá. Thần tộc mạnh như vậy chỉ có thể khai phá được một vùng nhỏ, ta thấy khu vực này rất nguy hiểm rồi. Tử Thanh Thánh Hoàng, kỷ nguyên này chỉ mới bắt đầu một khoảng thời gian ngắn, ai có thể chiếm được nó sau này vẫn chưa đoán được. Ngô Bình,
bên thiên giới đã sinh ra mấy vị cường giả tê thiên cảnh rồi. Tỷ tỷ cần đột phá lần đầu, cũng có thể bước vào cảnh giới đó. Tử Thanh Thánh Hoàng, bước vào cấp bậc đó. Rất khó, ta cần cơ duyên. Ngô Bình cổ vũ, chắc chắn tỷ tỷ sẽ thành công. Ngô Bình ở với Tử Thanh Thánh Hoàng trong Hoàng Cung một ngày, hôm sau đến thư viện gặp Dược Lão trao đổi một ít luyện đan bản thân đắc ý nhất. Anh dùng tu vi của Thánh Vương cảnh kết hợp với phương thuốc dân gian đã thành công luyện ra các loại đan dược về Đại Thánh Đan, cũng tìm hiểu về tâm pháp của đạo môn Phật môn, suy nghĩ ra trọn vẹn giúp tăng tư chất chiêu thức lên. Từ đó anh gọi Lý Dược Sư, Lý Giật, Lý Thái vào, tập trung tăng tu vi của họ lên. Hiện tại anh đã là chúa tể, còn có chí cao cấm kỵ, vô thượng thiên anh, nên anh rất dễ dàng tăng tu vị cho họ. Và lại họ đều chung phụ thân, nên huyết mạch của anh tăng lên chúa tể kéo theo các nữ tử trong nhà cũng có huyết mạch chúa tể. Anh dùng một tháng sử dụng tài nguyên và chiêu thức của bản thân giúp cho những người từ từ tăng lên đại thánh cảnh. Trong lúc này, Liễu Mị, Thần Nguyệt, Y Mị cũng được Ngô Bình hướng dẫn và thăng lên đại thánh cảnh. Đương nhiên một tháng này, Ngô Bình không rảnh, mỗi ngày anh củng cố tu vi của mình và tìm hiểu về hoàng đồ. Trước đây anh rất khó khăn trong việc tìm hiểu hoàng đồ, nhưng bây giờ anh đã là đạo cảnh thập trọng. Và Thánh Vương nên quá trình tìm hiểu hoàng đồ thuận lợi nhiều hơn. Mỗi ngày anh tìm hiểu một ít, sau một tháng anh đã hiểu sâu sắc vẽ hoàng đồ. Một ngày nọ đột nhiên thiên anh của anh lại nhắm mắt lại, xếp bằng trong cơ thể và bắt đầu bế quan. Ngô Bình đã hiểu hoàng đồ, bước tiếp theo cần sử dụng lực lượng của thiên anh chế tạo ra quyền hành thuộc riêng anh. Đương nhiên khi quyền hành sinh ra, Ngô Bình cũng đạt cấp ngang với cường giả tề thiên cảnh rồi. Anh ở Thánh Cổ Đại Lục hơn một tháng, giao thông nha môn chính thức xây dựng. Tất cả các khu vực tụ tập lại với thành đô xây dựng truyền tống trận của đất nước. Nhờ đó truyền tống trận liên minh mất tất cả ưu thế. Mà do quy mô truyền tống trận được xây dựng càng lớn, hiệu suất sẽ càng cao, giá tiền rẻ cho việc truyền tống trận của đất nên, vậy nên truyền tống trận liên minh mất hoàn toàn ưu thế của riêng mình. Chuyện truyền tống trận đã được giải quyết, việc làm ăn của đa bảo các cũng thay đổi. Ngô Bình dựa trên cơ sở này, xây dựng Thánh Thiên Thương Hội muốn liên kết với hai thương hội giữa thiên giới và Thánh Cổ Đại Lục. Không lâu sau, Ngô Bình quay về thiên giới và tiếp tục mua sắm các loại hàng hóa. Nhưng mà anh vừa về, lại nghe được tin tức như búa tạ giáng xuống đầu. Hai cường giả tê thiên cảnh của dị tộc hợp tác với ba sinh linh hỗn độn tê thiên cảnh, cùng chế tạo ra thiên đình khác. Do nơi thiên đình xây dựng năm hướng Tây, nên gọi là Tây Thiên Đình mà thiên đình trước đó nằm ở hướng Đông, nên gọi là Đông Thiên Đình. Các thiên đình này đều tự lôi kéo một nhóm thế lực rồi gây nên căng thẳng kéo dài, tình hình bây giờ như nước sôi lửa bỏng. Ngô Bình vừa đến đã nhận được pháp chỉ của Không Thủy Thiên Tôn. Anh lập tức bay về Đông Thiên Đình. Đông Thiên Đình là tòa cung điện Quỳnh Lâu Ngọc Cũ, mây lượn lờ che phủ quanh năm. Trong điện thiên khổng lồ, các tiên quan đứng song song với nhau, ai cũng mang khí tức mạnh mẽ. Mà ngay cả các nhóm thiên binh bên ngoài, đều là cường giả hỗn độn. Lúc này Không Thủy Thiên Tôn đang ở Thiên Đình với Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Hoàng Đại Đế. Trong thời gian này, sự Tây Thiên Đình xuất hiện đã tạo ra mối đe dọa, nên Đông Thiên Đình đành phải tập hợp. Mọi người bàn bạc cách đối phó. Ba cường giả Tê Thiên có hình thể khổng lồ, Ngô Bình đầu biến ra cơ thể khổng lồ bước vào. Mà anh cũng mang thân phận là Thánh Hoàng, nên uy thế của anh không so được họ nhưng cũng không thua bao nhiêu. Anh cúi đầu với Không Thủy Thiên Tôn trước, rồi mới đến hai Thiên Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhận ra anh, ông ta cười nói, chúng ta đã đợi ngươi nửa tháng rồi đấy tiểu hữu. Chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi đã không phải dạng vừa mà đã vô thương thiên anh rồi. Thái Hoàng Đại Đế cũng giật mình, dù ông ta năm đó cũng không được vô thượng thiên anh như anh. Không Thủy Thiên Tôn rất vui mừng hỏi, đạo anh của con bây giờ đã qua cửu trọng thiên môn rồi chứ? Ngô Bình gật đầu, đúng thế thưa sư tôn, con đã phá vỡ được cửu trọng thiên môn rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế với Thái Hoàng Đại Đế đều âm thầm cảm thán, họ năm đó cũng phá vỡ được thiên môn nhưng chỉ là lục trọng thôi. Ngô Bình còn cao tầng hơn họ rất nhiều. Không Thủy Thiên Tôn cười to ha hập, lần này có Huyền Bắc ở đây, Tây Thiên Đình đừng hòng ăn được thứ gì hết. Ngô Bình vội hỏi, chuyện gì vậy thưa sư tôn? Ngọc Hoàng Đại Đế, chắc người cũng nghe nói qua rồi, sinh linh hỗn độn Tê Thiên hợp tác với Thiên Long Tộc. Thiên Hồ tộc thành lập Tây Thiên Đình chúng đang chuẩn bị bước vào mảnh đất nhỏ của kỷ nguyên xưa và mở ra vài bảo tàng mạnh mẽ trong kỷ nguyên đó. Nếu những bảo tàng kia bị mở ra, thì chúng có thể lấy được một nguồn lực lượng vĩ đại của kỷ nguyên cổ. Người cũng biết, trong kỷ nguyên của chúng thì một người chưa bao giờ mạnh nhất cả,
Trước đó có rất nhiều kỷ nguyên huy hoàng nên lần này Đông Thiên Đình chúng ta sẽ cử một nhóm đến đó cạnh tranh với đội thám hiểm của Tây Thiên Đình. Nhưng bọn ta gom đi gom lại cũng chỉ có 9 người, bây giờ con đến cũng đủ 10 người đội thám hiểm rồi. Ngô Bình hỏi, bảo tàng trong vùng đất nhỏ cổ kỷ nguyên là thứ gì thưa bệ hạ? Thái Hoàng Đại Đế giải thích, chúng giống như sinh mạng thể kỷ nguyên, trong vài kỷ nguyên có vài sinh mạng cảm thấy không thấy căn có ý thức, nên khi đại kiếp nạn trước đó của họ đến ở kỷ nguyên sẽ chôn vùi trong ý thức của họ vậy nên sẽ tự biến thành một cái xác không hồn. Sau khi kỷ nguyên mới mở ra, nếu có người bước vào thể xác của họ, thì có thể tạm thời kiểm soát được năng lượng của bọn chúng. Đương nhiên sau một đoạn thời gian, có được sự giúp đỡ bên ngoài bồi bổ ý thức, những thể xác có thể sinh ra ý thức mới. Nhưng dù như thế bọn họ cũng sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết với người đang kiểm soát cơ thể mình. Ngô Bình giật mình, thể xác cấp kỷ nguyên. Chuyện này khiến người ta quá ngạc nhiên rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, không chỉ như thế còn có bùa cấp ký nguyên, chú ngôn, pháp khí với một ít báu vật vùng đất quý hiếm trong các kỷ nguyên. Những thứ đó đều có thể bảo tồn và lưu lại, cũng chứng minh được chúng cũng là bảo vật cấp kỷ nguyên. Chỉ cần tìm được bất kỳ một vật trong số đó. Người tìm cũng có thể thay đổi hai thực lực thiên đình đang đối lập rồi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi thêm, 10 người bọn con cùng hành động một lúc à? Không Thủy Thiên Tôn gật đầu, đúng thế. Các con phải cùng đi cho an toàn, lát nữa con phải đi gặp mặt 9 người kia làm quen. Sau nửa tháng nữa, ba người chúng ta sẽ bắt tay mở ra kỷ nguyên môn, lúc này con không cần rời khỏi thiên giới để có thể nắm bắt tin tức kịp thời. Ngô Bình gật đầu, vâng. Họ nói chuyện vài câu. Ngô Bình lập tức rút lui. Anh được một thiên quan đán vào một trang viên của thiên đình. Trang viên này rất lớn, cây hoa đã thành cổ tụ nhấp nhô phủ kín, có rải rác vài ngôi nhà. Thiên quan cung kính nói, những người khác đều ở trong căn phòng của mình tu hành rồi, Lý công tử cứ tạm ở đây vậy. Ngô Bình gật gù, được rồi, ngươi lui đi. Thiên quan lui ra, anh vào một căn phòng có ngói màu đỏ. Trước phòng có một sân nhỏ trồng vài loại hoa cỏ kỳ lạ. Anh vừa vào sân nhỏ đập vào mắt là một người đến xin ăn, người này mặc một bộ màu đen, vóc dáng cao gầy trông khá anh tuấn, còn đeo một cây kiếm bên eo hẹp. Nam tử mặc đồ đen cười ôm quyền với Ngô Bình rồi hỏi, tại hạ là Tây Cực Sơn Thiết Huyền. Bằng hữu là Lý công tử mà chúng ta đang đợi à? Ngô Bình đáp lễ, Lý Huyền Bắc để các vị đợi lâu rồi. Thiết Huyền cười cởi mở nói, Lý công tử có thể khiến hai vị thiên đế gọi tên và đợi người chắc chắn là người hơn người. Ngô Bình, quá khen rồi. Thiết huynh vẫn ở đây, chưa ra ngoài đi dạo sao? Thiết Huyền nói, gần đây ta vẫn luôn bế quan, tu luyện một bộ công pháp vừa mới cho thu hoạch thì Lý huynh đã đến. Ngô Bình mời hẳn ta vào phòng ngồi, trong nhà có người hầu nên bưng trà và ít trái cây ra tiếp. Hai người chưa kịp nói gì với nhau, đã nghe được tiếng tấn công từ đao kiếm vang lên, mà sát khí cũng. Thiết Huyền nhíu mày nói, kiếm công tử với đao tiên Liễu Minh Tiên lại đánh rồi. Hai người họ thật khiến người ta lo lắng. Ngô Bình, à, họ đều là người đồng hành với chúng ta hả? Thiết Huyền gật đầu, kiếm công tử tên là La Cảnh Kỳ, là thiên tài trời ban được chọn từ vạn kiếm tiên giới, nửa năm trước nơi đó mới vừa quật khởi. Ta nghe đồn nếu không có người đã có kiếm đạo vương tọa trước đó, thì nó thuộc về hẳn ta chứ không ai khác còn người đao tiên là Liễu Minh Tiên, hẳn ta đến từ lãnh thổ thiên tuyết đao có đao đạo xuất sắc, thực lực cũng ngang ngửa với kiếm công tử. Dứt lời. Thiết Huyền vội chạy ra khuyên ngăn họ. Ngô Bình cũng không đi, anh còn vào việc cần làm. Thời gian ngắn, anh phải bước vào vùng đất kỷ nguyên cổ xưa kia trước, nên phải nhanh chóng làm xong mọi chuyện. Vì thế anh đến tìm Giang Sơ Nhan trước. Trong thiên giới, anh cũng có việc cho người dưới trướng như Giang Sơ Nhan, Nguyệt Thanh Ảnh, Hà Tử Trần, Lý Thuần Như và mua vài loại hàng hóa thiên giới. Nhưng do làm kinh doanh hai bên nên anh cũng phải lấy khá nhiều đồ từ thánh cổ đại lục nên cần phải thành lập một thương hội ở thiên giới. Vì thế anh triệu tập tất cả thê tử đến, quyết định thành lập thánh thiên thương hội ở thiên giới. Nhưng chuyện thành lập thương hội lại rất phức tạp, không chỉ căn có người mà còn cần thế lực. Cũng may anh là đồ đệ của Không Thủy Thiên Tôn với có giao tình với Ngọc Hoàng Đại Đế, dù ở nơi nào thì anh cũng có chút thể diện. Cho nên nửa tháng tới anh dồn hết sức lực của mình lên thiên mã thương hội. Đến gần 12 ngày, Thánh Thiên Thương Hội chính thức thành lập, cũng trở thành phố kinh doanh đầu tiên thành lập trên Nguyên Thủy Sơn. Trên đường chủ yếu là bán sỉ những hàng hóa từ Thánh Cổ Đại Lục. Đồng thời, anh thu mua một số lượng khổng lồ về hàng hóa, bùa, pháp khí, đan dược, các loại dược liệu. Không từ chối bất cứ thứ gì từ thiên giới.
cũng mau sau lưng các thê tử của anh đều là một gia tộc lớn, nên không thiếu người tài. Nhờ đó mà trong vài ngày ngắn ngủi, các hàng hóa đó thuận lợi vận chuyển đến Thánh Thiên Thương Hội ở thiên giới. Trước một ngày đi theo kế hoạch, Ngô Bình mới quay về trang viên ở thiên đình. Anh vừa đến lại nghe tiếng đao kiếm đánh nhau vang lên, mà lần này sát khí còn mạnh hơn lần trước. Anh nhíu mày thầm nghĩ, hai tên kia không dừng lại được à. Anh lập tức bay thấp đến một mặt đất bằng phẳng, thấy hai nam tử một cầm kiếm, một cầm đao đang đánh nhau. Trông dáng vẻ chắc họ đã đánh nhau lâu lắm rồi, nên đang tìm sơ hở của đối phương. Ngô Bình nhìn lướt qua, rồi đột ngột chưởng một đường giữa hai người. Đường này như mà vẽ ra ranh giới của vũ trụ, tách hai người ra khoảng cách giống như họ ở gần nhau nhưng lại cách xa cả nghìn trùng giữa biển và trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 230.